Mở đầu tiết mục Shingenta thông tin nông nghiệp là thông tin dự báo sâu bệnh. Tình hình sâu bệnh trên lúa. Bệnh đạo ôn cổ bông, diện tích nhiễm nhẹ 42 hecta, tỷ lệ bệnh từ 2-5%. Diện tích nhiễm ở huyện Châu Thành và Hồng Ngự. Bệnh lem lép hạt, diện tích nhiễm nhẹ 507 hecta, tỷ lệ bệnh từ 10-20%. Diện tích nhiễm ở huyện Châu Thành và Tân Hồng. Dự báo tình hình sinh vật gây hại trong tuần tới. Bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, lem lép hạt, diện tích và mức nhiễm có thể gia tăng do điều kiện thời tiết có mưa nhiều và giai đoạn lúa thích hợp cho bệnh phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đồng. Cục bộ có diện tích nhiễm nặng ở các ruộng sử dụng giống nhiễm như Rocmin 85, VD20, OM4900, IR50404, nếp, sả dày, bón thừa phân đạm. Ngoài ra, các đối tượng khác có thể xuất hiện gây hại chủ yếu ở mức nhẹ. Đề nghị những diện tích lúa đã thu hoạch, bà con cần vệ sinh đồng ruộng, cày xới, trục nhận rơm rạ và xả lũ nếu có điều kiện, nhằm cắt đứt nguồn sâu bệnh lưu tồn cho vụ sau, cải thiện độ màu mỡ của đất. Bên cạnh đó, các khu vực chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân 2021-2022 cần theo dõi chặt chẽ tình hình rì dào đèn, xuống giống tập trung đồng loạt né rì và chủ động phương tiện, điều kiện thoát nước tốt, hạn chế ảnh hưởng đến lượng giống gieo xạ nếu gặp mưa nhiều. Kiểm tra kỹ ruộng lúa, phát hiện sớm các đối tượng như mũi hành, rề nâu, bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá để có biện pháp xử lý kịp thời hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa. Có thể phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt ở giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều. Tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc. Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm. Thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường. Thưa bà con, tháng thư là bệnh gây hại ở nhiều giai đoạn trên xoài. Để góp phần kiểm soát hiệu quả bệnh hại này, nhất là ở xoài vụ nghịch, cán bộ kỹ thuật của công ty Shingenta Việt Nam sẽ có những lưu ý sau. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Với bà con trồng xoài thì hiện nay là cái giai đoạn mà chúng ta thấy điều kiện mưa bão xuất hiện thường xuyên trong cái điều kiện mùa nghịch này. Để quản lý được cái trái xoài trong cái điều kiện mùa nghịch thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều công sức. Chính vì vậy mà bà con làm xoài mùa nghịch thường bán được cái giá nó cao hơn. Để làm thế nào chúng ta quản lý được cái cây xoài từ cái giai đoạn mà bắt đầu nó có cái cơ đọt đến khi chúng ta bắt đầu tạo phát hoa đầu tiên cho đến khi mà cái trái xoài thu hoạch thì tất cả các cái dịch hại trên cây xoài nó đều rất là quan trọng, nên là cần phải quản lý kỹ để có được một trái xoài thương phẩm đẹp. Cái vấn đề quan trọng là quản lý tháng thư trên cây xoài từ cái giai đoạn mà bắt đầu nó nhú cựa gà cho đến khi thẳng chà rồi xuống nhị và tới cái giai đoạn mà xoài nó đậu trái non cũng như là trái lớn và gần đến giai đoạn thu hoạch. Thì ở đây đối với cái cây xoài, chúng ta biết cái bệnh tháng thư là cái bệnh quan trọng nhất, nó gây hại tất cả các giai đoạn trên cây xoài của chúng ta. Ngoài cái việc tỉa cành tạo tán và dọn vườn thông thoáng cũng như là bón phân cân đối và các cái chế độ khác để quản lý bệnh trên xoài, thì khi mà cái bệnh nó xuất hiện chúng ta cần phải xử lý. Đối với cái giai đoạn mà nó thẳng chà cho đến xuống nhị, nếu như mà có bệnh tháng thư tấn công chúng ta cần phải quản lý tốt. Ở cái giai đoạn này nếu như chúng ta sử dụng được cái sản phẩm Amita 250SC thì sẽ quản lý rất là tốt cái bệnh tháng thư trên xoài. Nó còn giúp cho cái cây xoài có được một cái bông sáng và hiệu ứng của nó là ngóc cái đầu bông và nó lên hột rất là tốt, nên là tỷ lệ đậu trái rất là cao. Bên cạnh đó thì tới cái giai đoạn mà xoài nó chuẩn bị lên hột thì nếu như có điều kiện gặp mưa, chúng ta cũng cần phải phun lại cái sản phẩm Refood Opti 440SC để quản lý những cái nấm bệnh tháng thư trên xoài. Đặc biệt là giai đoạn này chúng ta phun cái Refood Opti thì nó làm cho cái bông nó sáng xanh và nó lên hột tốt, cũng như là nó chạy chỉ hồng trên cái cọng của cái bông. Thì đó là cái điều kiện để cho cái bông xoài nó khỏe. Đặc biệt là cái giai đoạn mà xoài nó lên hột, nếu như mà gặp cái bệnh tháng thư nó tấn công thì cũng làm ảnh hưởng đến cái thương phẩm của cái trái sau này. Nên là chúng ta có thể luân phiên với cái sản phẩm Optiva 600SC để chúng ta phòng trừ cái bệnh tháng thư. Như vậy thì hiện nay đối với cái giải pháp trị tháng thư của Syngenta, bà con chúng ta có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Có thể là luân phiên giữa Amita, Refood Opti và cái Optiva
để chúng ta quản lý bệnh thắng thư trên cây xoài. Chúc bà con chúng ta có một vụ xoài thành công.